Vâng, mình chào quý vị cùng các bạn quay trở lại với kênh của Bonsai Đình Vượng. Và thì hiện tại Bonsai Đình Vượng đang đứng trước một cái tác phẩm cây phu thê dưỡng tử. Một tác phẩm quá tuyệt vời. Đây là một tác phẩm cây cổ nguyên bản, được chế tác từ nhỏ và được các cụ uốn nắn theo hình thái từ những cái ý tưởng ban đầu. Và nó thực sự là quá lâu năm và tuyệt vời các bạn. Một cây này thì đang được thả nước này, các bạn. Thì những cái bộ rêu phong cổ kính ở dưới thực sự tỏ lên cảm giác cho nên cái nhìn vào cảm giác rất là rêu phong cổ kính. Đúng chất cây cổ. Các bạn nhìn cái bộ thân rễ gốc của nó quá già. Rêu mốc đi rất nhiều. Những cái dòng cây cổ thì thường thường họ làm tay cành từ bé, không cắt giật nhiều, chính vì vậy mà nó có những cái nét cổ riêng. Nhưng họ đưa vào những cái tổng bóng và tổng thể. Đấy, ngay cổng ra vào thì có tác phẩm phu thê dưỡng tử và bên cạnh đó là một cái tác phẩm cây thanh đồng tổ quốc của anh Dương Văn Mười. Thời tiết hôm nay cũng rất là rét. Một tác phẩm quá đẹp quá già. Cái này hôm nay thực sự lọc bông tán, bông răm ra thì nhìn quá phê các bạn. Ở đây là một cây tác phẩm được làm răm, bộ răm cũng quá là dày đặc các bạn. Rất kỹ. Và anh Mười xử lý một cái cây trực giữa rất đẹp các bạn. Nhìn cái phần cây giữa này, cây chính của thân cây. Đấy, được đưa lên một cái quả ngọn của ở trên thân chạy khúc khuỷu. Quá phê luôn. Rất dẻo. Bộ thân pháp quá kinh điển này, cái bộ rễ chân bệ của nó. Kế bên cũng rất đẹp. Nói chung cái này đẹp tứ diện. Và ngay bên cạnh đó là một tác phẩm Gia Tư Hảo Thúc. Gia Tư Hảo Thúc. Nhìn cũng là lá giống một tác phẩm các bạn nhìn rất quen thuộc đúng không ạ? Đó là Tiền Đạo Giang Trần. Cũng có nét tương đồng giống giống. Nhưng mà Tiền Đạo Giang Trần thì đầy đặn hơn và kín hơn. Nhưng đây cũng là một cây trực. Và rất nhiều những cái tác phẩm to cao.
toàn những tác phẩm đại thụ các bạn ạ. Và đây là một tác phẩm Chung một cội nguồn của nhà vườn Lê Đức Hà. Một cái phong cách tạo tác cây này cũng khá là kỳ lạ. Họ làm những cái tay phóng ở phía trên, thành là nó mở ra hai bên. Ở phần phía trên ngọn thì họ lại mở ra hai cái tay phóng sang hai bên. Thường thường thì họ sẽ làm một cái như một cái mái. Thường thường họ sẽ tạo thành như một cái tổng về tổng bóng, sẽ như một cái hình tam giác các bạn ạ. Nhưng cái này thì nó lại một cái phong cách khác biệt. Kiểu chế tác như kiểu như dạng tùng, hai tay phóng ngang ở trên. Đây là một cái phong cách tạo tác rất là lạ và mới, một cái phong cách riêng, rất nhiều những cái phong cách chơi. Đấy, nếu mà nhìn về tổng bóng thì ít cây nó có những cái tổng bóng như thế này, đúng không các bạn? Và ngay bên cạnh đó sẽ là một cái tác phẩm phải nói là thực sự quá to và kinh điển, cực kỳ to. Ở đây là một tác phẩm khổng lồ, nhìn cảm giác nó như như rừng núi các bạn. Đây là tác phẩm Phù Đồng Đại Thiên Vương, chủ nhân là Nguyễn Văn Oai. Thường thường là họ có những cái tác phẩm là Phù Đồng Thiên Vương, nhưng đây là Đại Thiên Vương, quá to quá kinh khủng, nó vì nó to quá, quá kinh điển, to thực sự, quá to. Lần đầu tiên tôi thấy một cái tác phẩm nó to như thế này đem ra sân chơi triển lãm các bạn, nó đồ sộ. Qua ống kính thì các bạn có thể không cảm nhận thấy, nhưng mà nhìn thực tế các bạn thấy cái tác phẩm này nó to đồ sộ đến mức độ như thế nào. Đấy, tôi quay xa tổng bóng cho các bạn thấy, quan sát quá to. Thân của nó kinh khủng thật đấy. Và nhìn những cái tác phẩm cây to thì cảm giác nó như có cái linh hồn của cây. Cây nó có những cái linh hồn, hay nó gọi là cái tinh cây. Trông nó rất là có gì đó nó hoành tráng, nó hầm hố. Đẹp quá. Những cây to khủng thì cảm giác nó có một cái sự thần thái trong cây. Quá kinh khủng. Quá to, to thật đấy. Và bên cạnh đó là một tác phẩm cây lộc vừng cũng kinh điển. Một gốc cây lộc vừng rất to, thế nhưng mà lại được làm côn rụt và đưa vào tạo tác thành một tác phẩm cây cảnh nghệ thuật. Nhìn như này thì nó có vẻ là nó gốc nó thân, trong qua clip video này thì có thể là nhìn cảm giác nó hơi bị thẳng thẳng cái thân. Nhưng nó là một cây dáng siêu. Nhưng thực sự các bạn mà ngoài nhìn ngoài thực tế thì cảm giác nó phê hơn nhiều. Tôi nhìn thực tế thì cảm giác nó phê hơn ở trong video. Bởi vì trong thực tế nó nhìn cảm giác cái u cục, u lần. Nó chạy, nó hầm hố, lồi lõm. Toàn lu cục, u vấp. Nhưng mà qua cái hình ảnh video thì nó không thể hiện được rõ lắm. Nhưng nhìn thực tế rất kinh điển các bạn.
Đấy, rất to, thế nhưng lại được thu lại làm rất côn rụt và làm cái tổng bóng rất là cô đọng các bạn nhé, rất cô đọng. Vâng, thế bonsai Đinh Vượng xin được kết thúc video đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những cái video tiếp theo các bạn nhé.